Xin chào tất cả mọi người. Chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2018. Thì mình đăng lên một cái clip. Cái đợt hàng này là đợt cuối cùng và sau đợt này thì mình sẽ nghỉ Tết. Nên là các cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu mua gì thì đăng ký luôn đợt hàng này nhá, đợt hàng hôm nay nhá. Thì hôm nay mình có khá là nhiều loại. Đây mình xin giới thiệu qua từ đầu. Đầu tiên là kiềm lá giáo. Kiềm lá giáo này mình trước đây mình bán 300 nghìn một cân, nhưng mà bởi vì chỉ còn bằng này thôi nên là bây giờ mình giảm giá để nghỉ Tết, còn 250 nghìn một cân nha. Kiềm lá giáo 100, à xin lỗi, 250.000 một cân. Mình còn một ít hài, hài lông. Hài lông thì mình bán là 50, còn một ít thôi. 50.000 một cân. Và tiếp theo, cái loại cây mà mình vẫn gọi là kiếm lá bé. Đây. Thì cái loại này bình thường mình bán là 200, nhưng mà hôm nay mình cũng xả chỉ còn là 150.000 một cân nhá. Cây xương cá. Cây xương cá. Hôm trước mình bán 100 thì hôm nay mình bán là 80.000. 80.000 một cân. Cho bạn nào sưu tầm lấy 5 lạng mình vẫn bán nhá. Đó. Tiếp theo là mạc xuân. Mạc xuân 80.000 một cân và mình cũng chỉ có bằng này thôi, không nhiều. Và một số cây thì nó đã ra hoa nhưng mà do vận chuyển nó gãy rồi. Các bạn bạn nào có mua về làm giống thì để sang năm, trồng để sang năm. Chứ còn năm nay thì không kịp Tết rồi. Lan la dơn. Lan la dơn này mình hôm trước mình bán 150.000 một cân, hôm nay mình bán còn 100 nhá. 100.000 một cân. La dơn, bỏ này đi. 100.000 một cân. Tiếp theo là hồ điệp rừng. Loại hàng này rất là hot và hiếm. Loại này mình cũng chỉ lấy được có 6 cân thôi, chỗ này tất cả có 6 cân thôi. Mình bán là 500.000 một cân nhá. Một cân được khá là nhiều bởi vì cây này nặng. Đây, lá rất là khủng nha các bạn này, to cực kỳ luôn, vật vã luôn. Mặt hàng tiếp theo là hồng hoàng lưỡi hổ, hay còn gọi là trần mộng thu. Thì cái dề này, cái dề đầu tiên này 300.000. 300.000, tuy nhiên là nó lá của nó đã bị con trâu con bò ăn cụt mất đi một một ít rồi. Đấy, đề này 300. Hình số 2 là 400. Hình số 2, đây, 400.000 nha. Hình số 2 thì lá không bị làm sao và có cả mầm. Hôm nay mình xả cái đơn hàng, cái đợt hàng cuối cùng nên là giá này là cực kỳ rẻ nha các bạn ơi. Mấy hôm trước là mình bán đắt hơn đấy. Tiếp theo, hình số 3 400.000. Đây, hình số 3 400.000. Giả hành rất là to đẹp. Đó, có cả mầm luôn. Hình số 4. Hình số 4 ở đây có khóm này có 2 giả hành 70.000 thôi. Cho các bác nào sưu tầm. Hình số 5 có 2 giả hành bé 50.000. Hình số 6 khóm này 500.000. Đây, giả hành rất là to đẹp và lá cũng đẹp. Hình số 7 300.000. Có cả mầm luôn. Hình số 8 500. Có mầm nha các bạn ơi, đây mầm to rồi đây này. Hình số 8 500. Còn từ hình số 9 trở đi là địa lan hồng hoàng, hay còn gọi là kiếm đỏ đấy. Thì cái rễ đầu tiên này nặng 4 cân
và mình bán giá là 500.000. Cái dề này gần như là nó gần như là nguyên bản, chỉ có không có giá thể nó bám vào thôi. Còn đây lấy về nó đất nó vẫn còn, dễ nó còn nguyên này. Hình 10 là 250.000. Đấy. Nó có phân làm 3 nhánh như thế này, mỗi nhánh 2 cây, 3 cây. Rất là đẹp. Và cái đợt đợt hồng hoàng này mình lấy được cái lô hàng này rất là đẹp nhá. Các bạn ơi, đây này. Lá nhăn nhá. Lá cực to. Đây, lá cực to và nhăn này. Đó, thì các bạn chơi lan thì các bạn cũng biết cái giá trị của những cây mà có lá nhăn rồi, đúng không ạ? Đó, đây, lá nhăn cực đẹp luôn. Tiếp theo, vẫn là địa lan hồng hoàng, hay còn gọi là kiếm đỏ. Hình số 12 là 150.000. Hình số 12, 150. Hình số 13 là 100. Hình 14. Bởi vì bây giờ cũng tối rồi nên là mình cũng xin phép là được quay nhanh. Không thì tí nữa lại tối om, chả nhìn thấy gì. Hình số 14 là 100. Đó. Cái đợt này củ rất là đẹp và cái đơn hồng hoàng này nó đã có mầm. Đây các bạn ơi, hầu như khóm nào cũng đã có mầm nụ rồi nhá. Đây, mầm nụ lên rồi đấy. Và củ rất là to đẹp luôn. Đây. Cái khóm này hình 11 là ở hình 11 là bao gồm cả 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 cái này, không phải là dề nhá. Các bạn ơi, đây nó sẽ gồm có một khóm này. Một khóm, hai khóm, ba, bốn, năm, sáu. 6 khóm nhỏ tất cả. Chỗ này mình bán 150. Cực kỳ là rẻ luôn, bán rẻ để nghỉ Tết nha. Không phải là hàng 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 lởm, các bác đừng 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 nghĩ là hàng lởm mà em giảm giá đâu nhá. Hàng này hôm nay em vừa mới lấy xong đấy. Vừa mới lấy về luôn, còn tươi ra gió, nhưng mà bởi vì thôi, sắp Tết rồi thì cũng coi như là giảm giá để làm món quà tặng, quà năm mới tặng cho các bác thôi, chứ không phải là hàng xấu ạ. Hình 15 là 150. Đó, hình 15 là thành một khóm. Rất là đẹp, là đẹp cực luôn. Hình 16. Hình 16 100.000, 100.000 thì bao gồm cả cây này. Đó, nó gồm có hai khóm. Như thế này là 100 nhá. Hình 17 cả một dề luôn. Đó. Hình 17 của dề dề này 320 nhá các bác ơi. 320. Đấy, hầu như là đây này. Cho các bác xem cái mầm nụ của nó đấy. Hầu như là cái khóm nào cũng có mầm nụ hết rồi. Bởi vì cái lô hàng hôm nay là củ khá là già nên là hầu như là có nụ. Hình số 18. Cái dề này 300. 300 nhá. Đó. Hình số 18, cả dề cả cục luôn. Cái này gần như là nguyên bản đấy các bạn. Đây. Vẫn còn nguyên cái loại cây gì mà nó bám đây. Hình 19 cũng 300. Đó, những cái dề này rất là khỏe. Các bác về trồng không bao giờ lo chết luôn. Không phải dễ rời như cái hàng cân trước em hay bán đâu ạ. Hình 20. 180.000. 180.000 một dề. Tiếp theo. Hình 21. Hình 21 thì là hồng hoàng lưỡi hổ nhá các bác ơi. Hồng hoàng lưỡi hổ và cái dề này em bán là 500.000. Rất là to, đẹp. 500.000. Đây ạ. Đây. Quả của nó đây. Hình 21 500. Hình số 22 cũng là hồng hoàng lưỡi hổ, hay còn gọi là Trần Mộng Thu đấy. Dề này 300 nhá. 300.
Các bác cứ yên tâm là mua bây giờ thì sẽ giá sẽ được ưu đãi hơn là sau Tết ạ. Em chỉ giảm giá cái lô hàng này thôi, còn sau Tết lấy thì em lại trở về giá bình thường. Hình số 23 là 80.000. 80.000, đây cái gì này. Chỉ có 80.000 thôi. Lá nó bị te tua một chút, bị bò ăn các bác ạ. Bò ăn. 80.000 nhưng mà không ảnh hưởng gì đến củ, củ vẫn rất là đẹp và có mầm nữa đây này. Đó, có mầm non đấy. Hình số 24, dề này 500. 500. Dề này thì cũng có một số lá bị bỏ ăn thôi, còn củ thì vẫn rất là đẹp. Chả hiểu sao cây này có gì thơm ngon mà chuột thì ăn củ, còn trâu bò thì ăn hết lá. Tiếp theo hình số 25. Hình số 25, hình dề này là em bán 600. Dề này 600 nha các bạn, rất là to. Đấy, khủng khiếp luôn. Nguyên cả cục luôn. 600. Đấy là những đơn hàng của em trong ngày hôm nay nha các bác ơi. Ngoài ra thì em còn có thêm một ít đuôi công, bạch ngọc đuôi công, nhưng mà hàng này thì không có hoa, chỉ có quả thôi, nên là chỉ cái này chỉ các bác chỉ mua về sưu tầm thôi chứ không chơi Tết được nữa, không không kịp ra hoa vào Tết này rồi. Tất cả chỗ này chỉ có 2 cân thôi, em chỉ có 2 cân thôi, thì cái này em sẽ bán là 400.000 một cân. 400.000 một cân cho các bác nào sưu tầm nhé, các bác lấy bao nhiêu thì cứ bảo em nhé. Và bởi vì nó thành dề như thế này nên là ví dụ các bác mà lấy 1 cân chẳng hạn, mà ví dụ dề này nó khoảng vào khoảng cân 1, cân 2 ví dụ thế, thì em vẫn tính là 1 cân cho các bác nhé. Chỗ này chỉ có 2 cân thôi. Bạch ngọc đuôi công 400.000 một cân. Rồi tất cả những cái mặt hàng của em hôm nay chỉ có như vậy thôi. Thì năm mới thì cũng sắp đến rồi. Cái clip này là cái clip cuối cùng của năm. Thì em xin được chúc các bác và gia đình có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Chúc đại gia đình Kiều Lan của chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng nhé. Em tên là Tuyết, ở Cao Bằng. Số điện thoại là 0914 996 482. Tạm biệt các bác nha.